Chào mừng quý vị đến với chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phục hồi sau bối cảnh dịch COVID-19 do Bộ Tư pháp chủ trì thực hiện trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025. Hiện nay, vấn nạn hàng giả, hàng hóa xâm phạm nhãn hiệu đang diễn ra phổ biến, khiến cho nhiều doanh nghiệp phải đau đầu, thậm chí là thiệt hại nặng nề về tài sản và thương hiệu, nhất là trong giai đoạn khó khăn sau COVID-19. Doanh nghiệp đang cố gắng duy trì sản xuất kinh doanh chưa thực sự chú trọng đến bảo vệ thương hiệu của mình. Chính vì thế, để xử lý dứt điểm tình trạng này, cần phải có cơ chế, chế tài đủ mạnh. Hơn nữa, bản thân doanh nghiệp, người tiêu dùng, kể cả các chủ thể, quyền của các nhãn hiệu cũng cần phải phối hợp với các lực lượng chức năng để bảo vệ thương hiệu của mình. Để hiểu rõ hơn, mời quý vị theo dõi chương trình ngày hôm nay. Mới đây, Tổng cục Quản lý Thị trường, đơn vị đi đầu trong việc ngăn chặn hàng giả, hàng nhái thuộc Bộ Công Thương cho biết, tính riêng 4 tháng đầu năm 2023, lực lượng đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 4.712 hành vi vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng vi phạm về sở hữu trí tuệ và hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, xử phạt vi phạm hành chính trên 43,3 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm trên 45,5 tỷ đồng. Sau thời gian xét xử sơ thẩm, ngày 16 tháng 3 năm 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tuyên phạt Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Việt Nam và người đại diện số tiền trị giá 3,7 tỷ đồng với tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, xâm phạm nhãn hiệu Bia Sài Gòn. Hàng giả, hàng nhái không còn xa lạ, luôn gây nhức nhối trong cộng đồng. Ở góc độ kinh tế, hàng giả, hàng nhái xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang làm hại rất lớn đến cả lợi nhuận và uy tín của những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chân chính, nhất là trong giai đoạn các doanh nghiệp đang khó khăn để duy trì sản xuất kinh doanh. Thì chúng tôi cũng không thể nào không vướng qua khỏi những cái vấn đề mà những sản phẩm gọi là hàng giả, hàng nhái. Thì trên cái tiêu chí mà phát triển thì chung là những model mà chúng tôi cứ ra khoảng tầm cỡ chừng 2 năm là sẽ có những một số sản phẩm đó là hàng nhái, hàng giả. Đáng chú ý, đến 95% các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hầu như chỉ xử lý bằng biện pháp vi phạm hành chính mà không xử lý hình sự. Trong đó đặc biệt là mức xử phạt vi phạm hành chính quá nhẹ, không thấm vào đâu so với mức lợi nhuận mang lại. Thì chỉ xử lý hình sự, không xử lý bằng hành chính nữa. Bởi xử lý hình chính bao nhiêu năm nay chúng ta xử lý rồi và không giải quyết được vấn đề gì cả. Cái vấn đề thứ hai là phải đưa công nghệ cao vào để giám sát cái vấn đề kiểm tra, giám sát, xử lý. Một vấn đề thứ ba là yếu tố con người. Chúng ta phải giáo dục cái người tiêu dùng của chúng ta. Chúng ta cứ nói từ trước nay là phải người tiêu dùng thông minh. Vậy thì người tiêu dùng thông minh người ta cần cái gì? Cần cái thứ nhất là cái ý thức của người ta. Tôi tẩy chay hàng giả, hàng nhái. Hiện nay một số vụ việc lớn đã được hình sự hóa để bảo vệ doanh nghiệp làm ăn chính đáng. Tuy nhiên, bản thân các doanh nghiệp khi bị xâm phạm về thương hiệu cần khẩn trương gửi thông tin cũng như hình ảnh liên quan đến vụ việc đến Cục Quản lý Thị trường địa phương hoặc gửi trực tiếp đến Tổng cục Quản lý Thị trường để bảo vệ cho quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp. Chúng ta cần phối hợp chặt chẽ với các cái cơ quan chức năng để khi mà phát hiện ra tình trạng mà xâm phạm thương hiệu, hàng giả, hàng nhái thì chúng ta phối hợp với họ để giải quyết xử lý kịp thời. Mục đích là vừa đảm bảo cái quyền lợi của chúng ta, thứ hai là chúng ta đảm bảo quyền lợi của khách hàng, của doanh nghiệp chúng ta. Một việc rất là quan trọng liên quan đến nội bộ của doanh nghiệp trong bảo vệ thương hiệu là chúng ta phải đẩy mạnh cái đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. Nếu tốc độ nghiên cứu phát triển những kiểu dáng mẫu mã sản phẩm mới của chúng ta nhanh hơn tốc độ người ta làm hàng nhái, hàng giả thì chúng ta ít có rủi ro bị xâm phạm thương hiệu của chúng ta hơn. Bảo vệ thương hiệu rõ ràng sẽ quyết định đến cái sự thành công của cái sản phẩm, của cái doanh nghiệp đó, nó tồn tại bền vững, lâu dài. Nhưng bảo vệ thương hiệu không có nghĩa là chúng ta chỉ dừng lại ở cái việc là đánh bóng những cái tên tuổi cho mọi người nhận thức được. Mà quan trọng nhất là phải tạo ra được cái giá trị cốt lõi của thương hiệu, nó tạo được niềm tin của những người tiêu dùng và được thị trường thừa nhận, đánh giá. Chính cái sự đổi mới, sự tăng cường về năng lực, về chất lượng, tạo ra được các cái giá trị mới cho sản phẩm. Chính đấy lại là yếu tố để tạo lên cái sức mạnh của thương hiệu và bảo vệ cái thương hiệu đó trên cái thị trường đối với người tiêu dùng. Để bảo vệ hình ảnh thương hiệu của mình, các doanh nghiệp cần chủ động xây dựng và nâng cao năng lực của bộ phận sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp, thiết lập các kênh phân phối chính thức ổn định thuận tiện, đặc biệt chú trọng các kênh thương mại điện tử để người tiêu dùng dễ tiếp cận, thiết lập các kênh giám sát thị trường, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi, các cơ quan hỗ trợ thực thi, các sàn thương mại điện tử để đối phó có hiệu quả với các hành vi giả mạo, cạnh tranh không lành mạnh, cố tình gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.
Đến đây chương trình cũng xin được khép lại. Cảm ơn Bộ Tư pháp, chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 đã hỗ trợ thực hiện chương trình này. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.